các bạn đã đến với channel của mình ngày hôm nay. Và đây là Duy, và đây là Bình. Và con Bình. Mình tên Hiếu. Đây là lần đầu mình quay clip. Xin lỗi các bạn, nếu mà có gì sai sót thì xin các bạn nói để mình sửa đổi. Và đây là Bình. Cảm ơn nó chặt quá. Và Duy, Duy đang tính làm gì đó? Duy chuẩn bị quay clip. Đây, mà anh Duy rất trầm trọng. Và đây mình sẽ chuẩn bị làm thử thách đánh bại anh Trăng nha mọi người. Trăng hốc đâu ăn mà. Trăng nhà tao đầy. Trăng nhà Duy đâu thiếu đâu. Quay thật là ăn hết không thôi đúng không? Đi bộ hả mày? Đi xe á. Đi lặn, đi bộ. Có gì thằng nào chở hiểu đi, không thằng nào chở hết, nói chung không thằng nào chở quay ngược mà cái này sao để vậy, nó đi quay ngược lại với thằng khùng này. Vào đây ở đây có đám cưới nên có gì nếu kìa bà cho thôi. Xin lỗi mọi người nhá, giờ là ba chiếc xin boy đấy nha. Và dạ. Hai xin chào bạn đều trên của mình. Tôi đi trước nhà. Đây đang là anh Bình. Kiếm cái mình rồi. Đây đang là xe của tụi mình nha. Đi mua chanh và ăn chanh. Mua bài. Mua bài và ăn chanh. Rồi. Bắt đầu đi. Và đây là cuộc hành trình rút xe. Mấy thanh niên. Tụi mình đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà sợ cửa sát quá. Xe ở ngoài đúng không? Đi cái ơi. Từ từ đợi ở ngoài họ đi hả? À 500 nghìn mất rồi. Đây, các anh em nào thấy video của mình hay thì hãy rồi. Nếu thấy video của mình hay thì hãy này. Nếu like video của mình thì hẳn like cho mình nhé. Trong video có những câu chửi tục, xin các bạn thông cảm. Đây là ba chiếc rắc mồi. Tiếng em phải cắt nè, anh Tâm. Ngoài kia là... Ngoài kia là chiếc xe. Đám cưới của cô Vân. Đang là đám cưới. Đang là đám cưới của anh Phan Thanh Duy và chị Ngọc Vy nhá. Ai muốn ăn đám cưới thì cứ đến 9 giờ bọn mày ơi, đi. Giờ mình sẽ bắt đầu đi mua đồ nhá. Và đây, đang là cuộc hành trình đi mua bài của tụi mình nhá. Đây, anh Duy ở đằng sau thì đang quay video. Nếu thấy video của mình hay và ủng hộ video của mình nha. Rồi các bạn có gì qua kênh Duy Tom mà ủng hộ bạn đây, Duy hộ mình với rồi. Ui. Đây là ban thanh niên, trong đó có một anh chạy xe rất xu. Đợi xe đi qua rồi thằng đi. Đây, đang là anh Duy. Bật ống kính ra rồi. Đang là anh Bình chạy xe rất ngu. Đây là quay clip các kiểu. Đang là anh Bình thì chạy xe rất ngu, vừa mới hút vào mình xong. Anh Bình đang thể hiện sự ngu người của mình. Giờ đợi người ta qua là mình đi thôi. Đó. Đây là xong luôn rồi. Mình đã đi được một đoạn rất là dài. Dài. Cực kỳ là dài luôn. Có gì bọn mình sẽ cắt ra, yên tâm. Ta không cắt đâu. Để mình không cắt. Dài một chút. Giờ mình đi rồi nè. Mày không cắt thì tao cắt thôi. Thế tao. Nhưng mà tao quay bằng sờ nào thì dịch sao mày? Thì dịch. Đúng rồi, sờ nào mà không dịch à. Đây. Rồi mày ơi, ra đường mày ạ. Tao vẹo rồi. Mình đang đi nha mọi người. Đây là chiếc Dragon Boy của anh Bình. Rắc hay là rác gì đó mình cũng không biết nữa. Bận rồi mình... đây mình sẽ bắt đầu hành trình đi qua nhá. Đây là chiếc rác của anh Bình. Đây là chiếc rác của tụi mình nha, những chiếc rác nha. Mày ơi. Ê, đợi sao vậy? Cả hiểu không? Đùa đi. Không đùa được nha. Đây, đang là các anh. Các anh đang đi đằng trước mặt mình. Nhưng mà
mình không biết tại sao mà sụp sụp. Cho mấy thằng đó đi trước để mình có gì mình còn đi sau, đợi bọn nó mua bài xong rồi mình đi về thôi nha mọi người. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình để đón tiếp những video tiếp theo. Đây là lần đầu mình làm video nên xin mọi người thông cảm. Ở đây chúng ta đang trên đường đi. Xung quanh mình cái thanh niên đang quay ở đằng trước nha mọi người. Đang là anh Duy. Anh Duy đang không chịu quay nữa. Còn đây là anh Bình. Anh Bình đang vượt mình. Mình là đang người nhập top cuối cùng của trường đua ngày hôm nay. Ở đây mình sẽ đứng dưới đây đợi các thằng đó xuống thì mình sẽ xuống, mình sẽ đi các mọi người. Nắng quá mọi người ơi. Nóng lắm nha mọi người. Mình không muốn ngăn được, mình đang đợi tụi đó. Không biết tụi nó xuống chưa nữa. Chói quá, hướng này chói quá mọi người. Đây, đây là con chiến mẹ của mình. Đây là xung quanh mình nha. Chỉ được, bao nhiêu đây thôi. Đi mua trước đi. Ghé vào ông Minh mà mua. Mình đang đi lên, không bỏ nó lại, kêu là bỏ bọn nó nữa. Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mình quay video, có gì mọi người thông cảm nha. Mình đợi bọn nó thì bọn nó. Mình nha. Để mình còn có hy vọng mình làm video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy ấn like để mình có hy vọng để mình làm video tiếp theo nha. Đây, đây mình đang ở xã Ngọc Đức nha. Các bạn nào xem video của mình thì ở gần đây chắc thì cũng biết chỗ này. Ở đây là anh Duy. Anh Duy và anh Bình. Không tới. Mày đi đâu rồi? Như một vị thần. Tao đứng dưới kia tao chờ bọn mày. Mày cầm cho mày đâu á? Tao cầm cho bộ bài đâu? Bộ bài cầm. Rồi đi, về thôi. Đường này luôn. Đi tao thích đi đường này. Tao thích đi đường kia rồi. Đi được nào chặt được. Cưỡng này rất chói cho mọi người.
Lúc mình đi về, lúc này rất chói. Điện thoại, à, tao đang quay trên YouTube. Tắt là một cái mà quay YouTube luôn á. Có một chuyện thật gì xin mọi người nói để mình còn sửa chữa cho mọi người. Đường sốc lắm mọi người ơi. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like cho mình nhé. Mọi người nhớ ấn nút đăng ký kênh mà. Rồi đưa đây. Lên đăng ký kênh để bật thông báo lên mỗi khi mình ra video mới. Nếu mọi người có ý tưởng gì hay thì hãy comment bên dưới để mình này. Mình đang đi với tốc độ chậm để quay khu này cho mọi người. Đây là nhà của bạn mình nhé. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh, Khánh ơi, Khánh ơi, đây mình đang đi nhà của anh, không biết anh có ra không nữa. Vậy thôi nha, anh đi đây. Ở chỗ mình thì nhà thì cũng không có thưa dành cho anh. Mình đang lái con rắc này về nhà để thực hiện video cho mọi người xem. Sau mình đang có một chiếc xe. Xe máy thì ở đây thì không có bao nhiêu mà xe tải thì rất nhiều nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like cho mình. Sốc mặt luôn đây mọi người ạ. Đây. Đây, về đấy. Không biết hai thằng nó lại đi đến đâu rồi. Đây, đây là thằng bạn mình đây. Nha, yeah. Hơi tối nha mọi người. Cái nhỏ tí nữa.
Ngọn xong rồi cắt cái phần cùng uống trên. Đây này đầu bếp đây. Dĩa chanh của tụi mình đây nha mọi người. Ui, chắn tay ra mình. Đó, đây là dĩa chanh của tụi mình. Ngon không các bạn? Sạch đây. Anh Duy thì đang làm gì đó? Hình như là anh Duy đang cũng quay clip. Nhưng mà đang chỉnh hình ảnh đó. Anh Duy thì điện thoại anh nó hình như là sao có dấu gì ấy. Sao đi đây, nhưng mà chúng ta chuẩn bị quẩy ra bắn kìa, mất kìa. Mày mà quất đi. Đi. Cái này ăn cứ chết thôi nha. Không có đùa đâu. Cái này đùa là bố luôn ấy. Phải tiến lên nhá. Cái này mà chơi nhanh nhanh là chết con bố nó luôn á. Đậu con chỉ đột nhà nó. Ra đây mình mang ra đây luôn. Đậu con chỉ đột nhà nó, thằng Bình nó chơi mất dạng lắm nha mọi người. Đậu con chỉ đột, thằng Bình. Thằng Bình nó chơi cắt chân to không hồn. Mà nó chơi cắt mất dạng lắm. Nó cắt một miếng to đùng đùng. Mất dạng có đâu ta. Rồi lấy bà đi. À được chưa á. Rồi giờ bắt đầu chơi bài nha. Chị bài. Ngồi xoay bôn dạ. Hiểu không? Dạ đây. Rồi bài đi. Đây là hai anh. Một anh đang bấm điện thoại chơi game. Chơi đầu mày đúng quay mình không? Đây. Đang là mặt anh Duy tận cận. Nhìn vô mấy ông kính quá anh. Đây. Bọn mình tiện thêm anh em nha. Ai vô vô nha. Mình đang tuyển thêm thành viên trong team của mình nhá. Ai ai muốn vào thì tôi biết các bạn thôi. Các bạn book và nick phải mày đi. Mày ấn mày kêu đăng ký kênh của tao với, bởi vì kênh mình nhiều người xem mà. Má cái này chỉ được tí mình cắt mấy đoạn mà chút thừa ra thôi. Đây. Mình chuẩn bị đánh bài. Anh Bình ngột bài quá ngu, đưa đây. Đưa ta. Quay trên sờ nào nó giới hạn phút, 15 phút là hết rồi. Ừ. Giờ tao phải vô trong bình thường quay lại. Tao đang quay từ quay trên YouTube nha mày ơi. Đây, mình đang ngột bài mà anh Bình ngột rất ngu, anh Bình là ngột. Ngột ngu mà thích thể hiện. Đậu con khỉ đột nhà thằng Bình chứ. Thiệt ngu nữa, đậu con khỉ đột, con xì, con heo. Và hai xin chào các bạn đều với channel của mình. Mình Thủy Tông đây. Hôm nay sẽ bắt đầu một cái channel là ghi ra. Đã quay lại bài ăn chanh. Đã quay lại bởi vì mày bài ăn chanh mày đánh bài ăn chanh nhá. Rồi thanh niên mình đang xin bài. Đéo bài đi. Rồi thanh niên Hiếu cũng đang quay clip nhá. Ai muốn ủng hộ thanh niên Hiếu thì hãy ấn bên sẽ đi bên. Đây đây là từng clip mình quay nên lần đầu tiên mình quay nên hơi dài nhá mọi người. Ai muốn ủng hộ ông Hiếu thì hãy ấn vào Hiếu Vlog. Nếu mà các bạn muốn, nếu mà các bạn có ý tưởng gì hay thì hãy comment để mình biết, mình rồi. Còn làm nữa. Mình bây giờ em mày tranh không vậy em mày? Giờ chơi chấm muối à? Chấm muối. Khỏi đi ăn chua cho nó ngon. Ăn chua. Mày vô cặp tao này. Từ từ cho ăn chua không ăn bắn nha. Rồi chia đi nha, đến lên nha. Video của mình lần đầu tiên quay nên hơi dài. Càng mẹ nó. Càng mẹ nó. Đây đang ăn bên. Ăn bên đang thể hiện tài nghệ của mình nha mọi người. Mình đang chỉnh cái ống kính quay. Bởi vì chưa có điều kiện thôi. Ủng hộ mình có thêm nhiều động lực nha. Động lực để làm video tiếp theo. Nếu các bạn để có ý tưởng mới nha. Thì nếu các bạn có ý tưởng gì hay thì hãy comment vào để mình biết. Từ cái mình ơi. Còn các bạn nào không muốn xem video của mình thì hãy cũng không sao cả, hãy comment để mình hay biết. Like, like. Hãy comment để mình biết mình còn sửa đổi. Dislike cho thanh niên Hiếu. Ai thích thì cứ việt này, không thích thì cứ dislike. Có không ai muốn xem nữa, ông tôi đi.
Đây, đây là anh Duy vuốt một tóc mái, kiểu mái rất là... Đây, mẹ tóc. Điểm ra ngay ngay dùng xóa. Rồi, chia mình, chia bài mình ơi. Anh Bình chia bài rất ngu. Thôi, anh thử miếng chanh trước đi nha mọi người. Mỗi thằng anh thử miếng chanh đi. Ăn đi ngay. Còn phải cô quá nữa, miếng chanh thì ăn hết miếng to nha. Ngon lắm mọi người. Mời mọi người ăn nha. Đây đây thật nên bình với vẻ mặt chua chát. Hút hết nước là được rồi nhá mày. Đừng có ăn hết. Tao ăn rồi. Được ăn được rồi. Thôi chia mình ơi, chia chia cho nhanh nữa. Chia chia đi. Chị nữa hút mày. Tao mượn sợ virus mày. Rồi, đây. Nè, treo. Ừ, treo lên trên này được. Treo đó không được. Được. Treo rồi, quay camera xuống. Quay không được, quay ở chỗ mày không được đấy. Thì quay qua đây. Cứ quay mày quay vô bị để chăn thôi. Quay giống như bị chăn thôi. Rồi rồi chia đi mình ơi, không biết rồi. Cho hết đĩa chanh này nghỉ nhá. Ờ, cái này có 2 4 6 8 11. Biết thì ăn chanh còn ba nhì thì chia bài, nhất thì khỏi là gì hết. Mày né mày. Đâu rồi tao? Đợi tí cho mình ăn thua. Cho xếp bài này. À, đây là do mình quay trên điện thoại nên đơn giản rồi. Do đây là mình quay trên điện thoại nên hơi cùi một chút nha các bạn. Mình quay một tham hay mình nhá, quay như vậy. Rồi. Chế độ đây nè. Không có mặt ta được rồi, đậu xanh. Chưa mặt ta vô, đưa sao chơi mình. Đây. Tụi mình đang đánh bài uống nước nha mọi người. Không nhầm nhầm với mọi người nha. Tụi mình đang... Không được. Tụi mình đang đánh bài. Đây coi. Đang là màn thách thức nha mọi người. Đây đưa cho tao sợi dây. Không, mình cầm luôn đi. Đó, cầm luôn. Khỏi đi. Tao để vậy được rồi. Đây đang là anh Duy nha mọi người. Camera của mình hơi mờ, xin lỗi mọi người nha. Chơi đi. Chơi đi. Cọc bài này bỏ ra nha. Duy chơi Duy. Chua. Chua. Chua hở nước nữa. Đi lấy cái miệng gặp cái gì. Lấy miệng gặp cho em sẵn. Thôi nha. Đây đây anh Duy đang làm gì đó mình cũng không biết nữa. Thế kế mày quay, siêu chân, siêu ngầu. Nếu thằng mà... này bị chặt heo sao? Ê, mượn con dao tí. Nếu là thằng này bị chặt heo sao mày? Chặt heo thì ăn thêm miếng nữa. Vậy à? Nếu mà các bạn thấy video của sao? Mình hay thì hãy... Ừ. Thì hãy like cho mình nha. Dislike. Để mình còn có động lực làm video tiếp theo. Chứ... Đâu là động lực trên đây nè. Động lực bạn này người yêu không biết. Ờ, trong tên tụi mình thì cũng có bạn bè ủng hộ. Nhưng mà nếu các bạn xem video mình ủng hộ nhiều hơn thì mình nghĩ chắc sẽ hay hơn đấy. Đây, đây là anh gì? Mày sao cắt ta? Mày rút ra cái nó ra luôn. Đéo ra. Con cặc mày rút ra cho mày điện thoại đấy. Con. Ê, cúc nguồn. Ê, cúc nguồn. Lồng chó điên này. Rút ra rồi. Rút mà, đâu này đã đó đấy chứ. Con cặc ghê đi, mày ơi. Lồng. Rút sừng dừa ơi. Mẹ, tao kêu mà làm không? Giờ qua lại đi, chúng ta là. Cắt nguồn ra. Đợi đi. Hơi mờ nha mọi người. Tại vì để dưới đất hơi mờ. Mình đây là bài không thể nào cầm được. Mẹ ngu cơ. Nhưng mà anh Duy đè xuống, mẹ đè xuống ngu. Đó. Nhưng mà anh Duy, đây mình quay trên điện thoại nên hơi mờ nha mọi người. Anh Duy đang sửa chữa cái gì. Anh Duy chuẩn bị hắc diêm cái điện thoại. Hắc mày thì nó hắc mày rồi. Rồi. Cái mày ăn video. Mày kệ nó, bỏ nó.
Trả lời này một khác này nha. Video của anh Duy đang bị gì đó nè. Duy đang bị gì đó nè. Chưa tiếp tục quay video của mình tiếp được cho mọi người xin. Mình dừng video của mình một chút nha. À, buổi tập. Đây. Rồi quay lại nha. Là anh Duy. Rồi. Sau rồi. Khi một hồi chuẩn bị. Duy có 3 bước thì đánh trước đi. Rồi đến lúc ta đi luôn nè. Bình. Đây. Mình chuẩn bị. Không biết ai sẽ ăn chanh đây. Đi đi. Chết đi cầu. Thấy chưa? Cho thôi, tập chấp thôi. Đi đi. Đi. Bài gì tên đúng không vậy? Đi. Chưa đọc kỹ mà nói gì. Đôi 4. Bắt. Đôi 5. Đôi 8. 8 hơn. Đi. Đi bắt đầu. Đôi 6. Đôi 7 kìa. Đôi ri. Đôi xì. Đôi heo. Mình về nhất rồi nha mọi người. Bắt tao bắt. Chết đi rồi. Không, sao đâu về rồi. Tao bắt. Buộc ơi luôn. Đây. Rồi. Anh Duy đã về. Con gì? Còn anh Bình. Đâu rồi. Đào bài chưa kỹ mà. Và con chị. Còn mình anh Bình thôi. Anh Bình. Rồi đúng rồi. Anh đi. Mày đâu ăn đâu, mày xếp bài chưa bài. Chặt mà khủng bị chặt thèm. Đây đang là một số fan đánh bài cực kỳ nguy hiểm. Mình đang đạo bài cho chúng nó. Chứ chúng nó đạo bài không đạo kỹ mọi người. Ba xếp bài đi mày. Xếp bài chưa bài đi. Đây đâu mở. Chia đi. Để quá. Mình chia đi mình. Quá đi. Mày chia đi. Tao nhất mà. Chia đi bên. Mày nói mày chia luôn đi. Chia đi. Đang chia ra là mất công lại nữa. Tao đợi lại. Đây đây là anh Duy. Anh miền to mẹ, sao sáng mẹ. Ai Bình ngồi gần vào để thấy ở Bình. Có khỏi có mặt ra. Như cứt vậy. Muốn lên tivi mà. Mẹ ơi còn lên tivi. Còn để ai chẳng biết đúng không? Ai coi còn biết ai chẳng biết. Và hai xin chào các bạn đã đến với channel của mình, mình giữ tông đây. Hôm nay sẽ bắt đầu một cái channel là đánh bài ảnh tranh nhá. Tại vừa nãy mình quay clip là clip bị lỗi. Ủa sao còn? Clip không phải của tao nha, không phải của tao nha. Bây giờ mình phải quay lại nha. Ủa sao tự nhiên là dưới này có hai con rồi. Bây giờ tao lại biết rồi ơi, tao cả là không. Vừa nãy đánh rồi. Tại do hồi nãy tao đổ. Tao sốc ngay, tao đảo. Kìa, cái mẹ. Đây có người nè. Kệ bà đó. Nhắn tin đến nhưng mà bạn gái nó là mọi người nhá. Mới lớn mà yêu đương. Mình thì không có yêu, hình như anh Duy thì yêu thôi nhá mọi người. Anh Duy thì bồ chị nào đó mình cũng không biết nữa. Hình như anh Duy xuất ngoài máy bay. Rồi nhá, rồi. Phi công già ngoài máy bay trẻ nhá mọi người. Phi công trẻ lại máy bay. Còn nếu là phi công già lại máy bay trẻ. Thì vậy nó mới hay. Để quay. Quay về là trực tiếp lên trên YouTube đúng không? Ba. Không trực tiếp mà quay trên đó làm đẹp. Quay xong rồi mình đăng luôn. Đó đang là anh Duy đang chỉnh sửa cái gì đó. Quay lúc khác hiểu. Giờ cái gì vui đúng rồi. Cái gì vui. Thôi đâu sao đâu, của mày mơ mà, chỗ mày mơ mà. Ê, anh Duy đang cầm điện thoại cho mọi người. Mình vừa mới đánh con ba, anh Duy không biết anh Duy đánh con gì đây. Từ đây, mày không có chắc. Ở đây. Chẳng là... Rồi đúng rồi. Anh là cộng bài của mình nha mọi người. Không có bạn, không có được tuổi mà ngó đâu. Con hero đứng đầu nha mọi người. Chưa đảo ai cái gì ấy. Rồi. Con ba thằng Duy chưa bắt ai cho mày đánh con mày bụng mà bây giờ. Đáng tào lao không? Ăn hết này nhỉ? Hết luôn. 2, 4, 6 2, 4, 6, 7 ván nữa nha mọi người. 7 ván nữa sẽ có thằng bị chặt theo tiếp. Nhanh nhanh lên.
Dạ, bảy video vừa của mình hơi dài, xin lỗi mọi người nhé. Cơ chữ tục hơi nhiều nha. Hiểu, cơ hiểu kìa. Chữ tục còn lại. À, 10 nha. 10 kìa. 10 gì? Sao ra nó thế? Đi đi. Nhỏ nhỏ hơn. Đi đi. Đi. Bài đâu có. Tôi sợ. Hiểu. Không có gì để đánh hết, đi. 5. Con cháu. Cháu đi đi. Ờ, đúng không? Được. Đi đi. Heo kìa, đi đi. Thở, uống á, tắt hết. Cái gì? Đôi đầm, bát ông bình. Tôi xì. Rồi, sao? Tôi 4 năm. Rồi, sao? Ê! Mày, 5 năm sợ vậy. Đi đi. Thì vậy giờ xong, nhẹ bài. Mua rồi. Còn nãy biết vậy không vứt con 7 được rồi. 6. 6 hả? Ừ. Đi đi. 8. Đi. 9 đâu. Heo. Đi. Đôi 9. Đi. Vật, vật. Ờ già. Ghê rồi. Ơ. Mày về rồi. Con già dù dù Hiếu ăn nhá, coi anh Hiếu ăn kiểu gì nhá. Mời mọi người ăn nhá, cái này hơi chua nha mọi người. Hiếu Hiếu quay mặt qua đây rồi. Hiếu ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ủa sao tối ra. Ủa Hiếu. Hiếu nó ghê lắm mọi người. Rồi bình chia bài mình ơi. Ủa sao nó lấy hết rồi kìa. Hỏi vậy ta. Mày chứ ai. Từ ra Hiếu nó vét được á. Ba chia mà. Ngon lắm nha mọi người. Mọi người nào có ý tưởng như mình thì cứ rủ anh em gì đó đánh bài hay bạn bè gì đánh bài chứ. Ăn chanh như mình cũng được rồi. Chiều nay nếu mà mình rảnh thì cần... tối nay mình sẽ quay cùng một clip cho anh em mình nha mọi người. Chẳng có em nói với em cho nó đâu. Tí ạ, tí chân phải đi. Nè. Chùa ngắm mọi người ơi. Méo mọ. Chua mà đắng họng luôn. Mà để đây nè. Không, tao phải chua đâu. Để đây nè, Duy. Để đây. Ừ. Không được. Được, mà để, mày kẹp vô. Mày kẹp vô. Cho nghiêng luôn, cho nghiêng luôn. Được thế. Tao một thời tao quay rồi, chả là không biết. Lúc trước mình có quay là mình bỏ rồi nha. Đây. Giờ quay nè. Đây, đây, đây. Bài mình đang quá đen mọi người. Bài Hiếu đen như kiểu kia. Đen như cu ngó. Trong video không được nói tục nha. Đi cu bài cái gì. Nè thì mới quay ra. Cuối hết. Chia hết bài luôn. Chia hết làm gì. Trời điên rồi chia hết sao đáng. Bài mình đây nha mọi người. Cài cài gu chứ, cài gu rồi, cài gu mọi người, cài gu rồi, cài cài vô cái gì lại thầy, thằng nào nhất đi đi kìa, duy nhất mà, bọn dao mày đưa đây tao kê cho, thôi khỏi mày ơi, tao tự nhiên chơi nhỉ, chơi nhỉ, giờ không biết lần này thằng nào sẽ ăn đây, chơi nhỉ, tao và chơi nhỉ. Bài này mình hơi xui đấy. Bài mình con này ngớn nhất mà. Coi bài anh Hiếu. Bài tao, bài con này ngớn nhất. Đây ra coi bài coi. Đây mình. Đây từ từ, từ ta xí. Nhanh bên. Xíu, mình sẽ bán lên cặp. Tí, tí cầm. Nhanh bên. Tụt tụt mày. Chị tao. Ngân mình ơi. Từ ta đang ngỏ đây. 345. 345 hơn. 8-9-10. 10 đi quy. Đi. 3-4-5. Kệ nó đi. Mình cứ nhắn tin hỏi các bạn. Đặt đi. 3-4-5 đúng không? Đi. Độ 3-6. Đi. Đi đi. Xong ván nào Nghi cũng 3 giá ta. Đôi 7 kia bên. Không. Đôi đầm nha. Đi, rồi, rồi. Con 8 nha. Rồi rồi. Bên. Con gì? 9. Má, nếu bắt được. Đi. Con bài mình nhỏ. Đi. Đi đi. Mình có con này à? Đi.
Bài nó nhỏ ghê. Cái gì ơi? Xì. Không có xì đúng không? Đâu á? Đi đi. Trời ơi, con nào cũng nhỏ hơn. Ok, rồi, coi mặt gì kìa. Con gì ăn mấy vẻ mặt gì đó. Nãy giờ bạn ăn đúng chả, nãy giờ ra đúng. Thay. Không, chả dưa là chặt heo, còn chả này là... Tao mới thu có một phán là từ nãy giờ tao chưa, tao ăn đúng một cái tao. 1, 2, 3, 4, 5, còn 5, 5 miếng nữa là 5 trận nữa nha. Không biết 5 trận hay là 4 trận đây. Vì nếu mà ván này có được không thì chắc chắn sẽ có người ăn rồi. Chặt xong ăn liền nha. Chặt xong ăn luôn chứ đừng để đâu quá. Chặt xong ăn luôn rồi, cuối trận nếu mà thua thì ăn tiếp. Ăn tiếp chứ không để đến cuối trận đâu. Chơi theo vòng nha mày. Chia vòng theo chơi vòng đó. Ai nhất mày nhất luôn. Mày lại ai nhất được. Rồi, hết. Mày rồi. Sao vậy? Mấy con rồi thằng kia? Mười ba rồi. Sao vậy gì? Má rồi. Hết dung lượng. Dung lượng à? Ừ. Cái thế. Xài bớt đi, xài bớt cái gì đi. Ảnh của nó không như vậy. Xài bớt đi. Xài hết mẹ ảnh rồi. Bài này không biết mình về. Biết chắc luôn. Duy bỏ ván rồi nha mọi người. Vì mấy ảnh của Duy đang bị trục chặt. Trục chặt sự nói kỹ thuật tí. Đi. 567. Đi. Hình như tao mày có cái gì mới đây nè. 6. Mày mới comment đúng không? Cho tao đi, cho tao. Xì. Cái gì? Đứa nào ghi giọng nghe ghê vào lờ. Đứa nào á, con nào á? Đôi già. Đều. Đôi xì. Đều. Ăn chanh. Đều. Một pha ăn chanh của anh Bình. Rồi nhìn nha. Đếm đi. Để cho mày đếm thằng của bác tôi. Đây, bỏ đây, bỏ đây, đem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đi, đầm dài xì, đấu, ấy không có gì. Rồi. Cái thật, mày phải đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Đây là vẻ mặt của anh Bình. Không biết là anh Bình ăn gì đây. Cho mà chết thử à. Chua không, chua không? Đây, anh Bình ăn. Chua quá mọi người ơi. Mà. Bình ăn thử nghiệm mời mọi người nha. Hai đứa comment của tao ghi giọng ghê vào lờ. Xong rồi đứa kia kêu chuẩn. Hình như con Phương đang là con nào ta? Con nào? Phương nó mận á. Ừ, con Phương nó mận á. Phương là gì đúng không? Phương nó mận á. À, ăn Bình ăn chua. Mày phát đi mày, nãy giờ chưa phát ạ. Thằng Duy á. Mày á. Mày biết mày đi. Cái clip của mình đã hết rồi, nhưng mà hết chăn luôn rồi nha mọi người. Bye bye mọi người.